các bạn thân mến, một ngày mới Lâm xin chúc các bạn nhiều nghị lực và nhiều sức khỏe và làm ăn luôn luôn phát tài. Hôm nay thì Lâm cũng đã đến một cái huyện Thường Phú, thấy những cái phong cảnh hoang dã nó rất là đẹp, cho nên Lâm sẽ quay một đoạn để cho các bạn cùng thưởng thức cái không khí của quê hương và những cái cảnh thiên nhiên tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long chúng ta. Mời các bạn hãy theo Lâm một đoạn đường xuống thăm những đồng ruộng và những rừng mía bạc ngàn hecta nha các bạn. Thưa các bạn, đây là đoạn đường đi xuống dùng rừng mía, chạy từ từ. Rừng mía và một cánh đồng bao la bát ngát. Ở vùng đây thì người ta thường thường người ta có tiền người ta xây một cái tháp, gọi là cái tháp đổi cốt cho ông bà đó. Thường ta xây một tháp và để đó người lớn tuổi mất đi thì nằm tầng trên, còn người trẻ tuổi người ta thiêu xong người ta để cốt trong những cái tầng dưới. Các bạn hãy dọn cánh rừng rất là tuyệt vời, rất là đẹp các bạn, màu xanh bát ngát. Đây là xuống dưới một cánh đồng rộng thênh thang trồng mía và những cái lối đường mòn này nếu mà mình không biết chạy xe thì dễ bị lọt. Đây nó bị vướng lầy rồi, khó chạy. Tại vì trời mưa lúc nào đường sình nó cũng bị lầy hết các bạn. Đây các bạn hãy xem những cánh đồng mía. Ước diện tích tất cả những khu vực này nó khoảng chừng 400.000 hecta. Anh bạn chạy xe phía đằng trước rất là khó khăn khi cái con đường nó bị lún bánh xe như thế này. Giờ đây từ khoảng từ mét từ chiều cao lên khoảng 1 mét một trái tầm cỡ này các bạn. Ở đây là cách đặt sợi dây truyền thống của người dân miền Nam chúng ta. Để cho anh bạn ảnh dở lên không biết có tôm cá gì không. Đại
thi vô cua đồng nữa không? Dạ. Ờ, nhảy bạch 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 bạch. Đẹp. Thưa các bạn, ở đây là những cái ngôi tháp mà những người dân tộc ở dưới Trà Vinh, Sóc Trăng người ta thường xây những cái tháp này là để ông bà lớn tuổi mất đi, người ta sẽ thiêu xong và người ta sẽ bỏ cốt vào trong cái hũ và phía đằng trước đây các bạn. Chung một gia tộc có người mất thì người ta sẽ thiêu và người ta bỏ vào trong cái hũ như thế này các bạn. Đây để Lâm quay toàn cảnh của cái tháp cho các bạn xem. Và quang cảnh xung quanh thì các bạn cũng thấy là nó rất là gừng, cây cối nhiều, hoàn toàn không có nhà cửa. Toàn bộ là gừng không các bạn. Đây toàn bộ quang cảnh xung quanh của cái tháp. Thường thường ngày giỗ thì người ta cũng làm ở nhà và người ta cũng ra tại đây người ta cúng. Ở phía bên trên nó có một cái nắp lại người ta mở ra, gia đình mở ra để cốt vào chung cái hũ thế này các bạn. Phía sau thì có hình tượng của Đức Phật Thích Ca.